sang mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần. Rồi mùa xuân ấy tóc trắng mẹ bay như gió như mây bay qua đời con, như gió như mây bay qua thời gian. Ôi mẹ của tôi, mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rùng con phải mồ côi, gió lay mẹ rùng con phải mồ côi. Dù biết như thế, tôi vẫn phải tin mẹ đang còn trẻ. Mỗi mùa xuân về, mẹ thêm tuổi mới. Mỗi mùa xuân mới, con mừng tuổi mẹ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con thành kính chắp tay cung thỉnh chư tôn đức hoan hỷ quang lâm lễ đài chứng minh buổi lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Thank you.
Vô Lăng Thắng Hội Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý đồng hương Phật tử, mùa hiếu Vu Lan trở về, hân hoan chào đón tràn trề yêu thương. Hôm nay ngày 9 tháng 9 năm 2018, trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, chùa Lam Hòa chúng con hội đồng sinh lành tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu và cài hoa hồng để nhớ về nguồn cội và báo đáp thâm ân của hai đấng sinh thành. Nam mô A Di Đà Phật. Hương trầm ngào ngạt, đạo tràng tịch yên. Và giờ phút này kính thỉnh chư tôn đức cùng toàn thể quý vị Phật tử quan khách khởi thắp niệm danh hiệu đức bổn sư ba lần cầu gia hộ. Cung thỉnh chư tôn đức. Chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, tiết Vu Lan mưa ngô sụt sùi thương nhớ mẹ, mùa báo hiếu thương trời nguyện toàn niệm ân cha. Tiết trời sang thu khiến lòng người thổn thức những cung bậc cảm xúc thiết tha, đặc biệt là với những người con xa xứ thương cha nhớ mẹ ở quê nhà. Hôm nay thể theo truyền thống uống nước nhớ nguồn và tri ân báo ân, người người khắp nơi gần xa hội tụ về đây dưới mái chùa Nam Hòa, cùng nhau hướng nguyện tâm thành cảm niệm và dâng lòng hiếu hạnh đến bốn ân đức cao thượng sâu sầu. Đó chính là ngày báo hiếu trọng ân, ngày đại lễ Vu Lan Thắng Hội. Trung nguyên ngày hội vọng Vu Lan, bến giác chiều thu sóng đạo ngàn, những ai là kẻ mang ơn nặng đều vậy lòng thành đón Vu Lan, thành kính hướng về chư tôn đức tăng ni, các Phật tử vì pháp thiêu thân vong thân, các vị vua từ thời dựng nước giữ nước, các anh hùng chiến sĩ trận vong, anh hùng liệt sĩ, đồng bào Phật tử đã vì nước dâng thân và thành tâm cầu nguyện. Kính nguyện cầu cho ông bà cha mẹ hiện tiền luôn được lập tròn an lạc dưới ánh hào quang của mười phương chư Phật, phước thọ nghiêm trường, bồ đề tâm tăng trưởng, và thành công cầu siêu cho chủ huyền thất tổ nội ngoại song thân, cũng như vô số chúng sinh hiện đang bị đọa đày trong trần u tối. Chư hương linh đã tử nạn vì bảo vệ tổ quốc, chư hương linh trong các trận chiến tranh phi đạo đức, trong những trận thiên tai, và rất nhiều hương linh tất cả đều siêu sinh về cảnh giới an lành, hầu đền đáp công ơn dưỡng dục trong muôn một. Đó là lý do mà chùa Nam Hòa trang nghiêm tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu ngày hôm nay. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, nỗi mừng lớn nhất trần gian, mẹ cha song toàn hòa thuận hai thân, cháu con hiếu kính quây quần, bông hồng thơm ngát đầy sông quế hè. Trong khoảnh khắc thiêng liêng khiến lòng người ấm áp, đó là lúc mỗi người cài lên ngực nhau đóa hoa hồng tươi thắm khi ngày báo hiếu về.
hồng vàng dâng Phật pháp tăng, hồng đỏ dâng mẹ và cha vui mừng. Sau đây sẽ đến phần cài hoa hồng. Hàng Phật tử chúng con xin mạn phép được cài lên chiếc y của chư tôn đức bó hoa hồng vàng, biểu tượng của sự giải thoát từ bi hỷ xả sống nhẫn nhục bao dung. Xin trân trọng kính mời Phật tử chân tịnh, Phật tử Quảng Lạc, Phật tử Diệu Tây cài hoa cho tôn đức mẹ. Thank you.
mênh mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ đang từ bi đổ đời. Cầm nhành liễu thân vàng rơi khắp thế gian, tôn tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn. Dưới tòa sen vàng hương trầm tòa ngát nhân gian, lại Phật Quan Âm diệu con qua bên mê đời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn, đời con ráng mời. Cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn, đời con ráng mời. Cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn, đời con ráng ngời. Thank you.
A Di Đà Phật. Chư hương linh thể theo lời thỉnh cầu của đại chúng hiện tiền, chư hương linh đã được về đây, xin được trang nghiêm hướng lên mười phương tam bảo, khởi lòng cung kính vô biên đảnh lễ mười phương tam bảo. Xin được cung kính kính mời chư hương linh. Toàn thể hương linh chúng con chi tâm đảnh lễ tất cả các hương Phật trong mười hiệu tiền đệ tử chúng con cùng tất cả các hương âm linh cô hồn chỉ tâm tâm là giáo pháp của các linh Phật thăm mười hương hiệu tiền đệ tử chúng con cùng tất cả các hương linh chỉ tâm tâm là tất cả hiền thân tâm thăm mười hương tâm thế giới. Chúng tôi xin được kính mời chư hương linh đồng tỉnh tòa trước ngôi tam bảo lắng nghe tiếng nói chân thành từ trái tim thương yêu và biết ơn vô hạn đối với các bậc sinh thành cũng như đối với tất cả các hương linh mà theo lời Đức Phật đã dạy trong kinh Phạm Vọng Bồ Tát Giới. Quý vị trong một tiền kiếp xa xưa nào đó đã từng là cha là mẹ của chúng tôi. Trong giờ phút này cho chúng tôi được gửi đến quý vị năng lượng yêu thương, năng lượng của sự biết ơn, biết ơn với một ước nguyện duy nhất. Mong quý vị thành tâm hướng về ngôi tam bảo phát quyền quy y, chắc chắn quý vị sẽ được thoát khổ về nơi an lạc. Chúng tôi xin được kính mời chư hương linh tỉnh tòa A Di Đà Phật. Mời đại chúng chúc tôn đức tăng ni an toàn. Xin quý vị dở trang 27. Trang 27, xin quý vị mở trang 27. Hôm nay chúng ta sẽ đọc kinh báo hiếu bền đáp công đức cha mẹ.
xin chư hương linh lắng lòng tâm tư tình tòa để nghe tiếng nói tri âm của đại chúng trong hiện tiền. Yeah.
Bye.
Yeah.
bệnh khỏe hồn con người. Vậy giờ đêm trăng ngàn kiếp lớn này tầm đâu vì có người tầm giao tiền bên em lắm cả. Tôi phải xa tâm đắm đời tôi.
Rồi liền núi ta đang vô đà
Thank you.
xin thể quy tôn đức và đại chúng. Thank you.